Trạch Hạo nhìn xuống sàn nhà, thấy những vệt máu đỏ, hắn bắt đầu lo lắng đi đến mở cửa ra. Lúc này quân dao đang ngồi co rúng cam chịu vì thời tiết lạnh, Trạch Hạo đưa chân đá nhẹ vào hông của quân dao, cô cũng không động đậy rồi ngã sập xuống sàn, cô đã ngất đi vì phải chịu lạnh, chịu đói, cô gái nhỏ này thật sự quá đáng thương, khi phải chịu sự trả thù của người đàn ông tàn độc này. Trạch Hạo vội bế cô đi vào trong đặt lên giường, gương mặt của quân dao đã trắng bệch cơ thể nóng trang hắn bắt đầu lúng cuốn gọi điện cho bác sĩ đi đến để chữa trị cho cô đôi chân được băng bó lại cẩn thận cơ thể quân dao vô cùng nóng bác sĩ lo lắng nói tại sao lại sốt cao như vậy chứ chắc cô ấy bị nhiễm lạnh rồi tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt cho cô ấy trạch hạo nhìn gương mặt đã nhợt nhạt đi rất nhiều của cô lại cảm thấy đau lòng nhưng điều gì đó không cho hắn dừng hành hạ cô sự khao khát trả thù trong hắn quá lớn sau khi được nghỉ ngơi quân giao đã khỏe hơn một chút ánh nắng chiếu vào căn phòng quân giao từ từ mở mắt ra cô nhìn xung quanh đây là phòng của trạch hạo quân giao vội vàng ngồi dậy cô tung chăn ra rời đi bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên cứ nằm nghỉ đi quân giao liền giật mình Nhìn sang ghế sofa là trạch hạo hắn đang ngồi đọc báo, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác rất sợ hãi khi ở cạnh hắn. Quân giao liền từ chối. Tôi phải đi làm việc. Nói rồi cô bước xuống giường nhưng cô quên mất, vì tối qua cô đạp phải mảnh vỡ nên bị thương, vừa bước xuống giường cô bị mất thăng bằng nên đã ngã xuống sàn, trạch hạo cho mày khó chịu nói. Tôi đã bảo là ngồi một chỗ rồi mà. Quân giao sợ hãi cô vô cùng sợ hắn tức giận tôi xin lỗi hắn để tờ báo lên bàn đứng lên đi về phía quân giao cô liền sợ hãi nói tôi xin lỗi tôi chỉ muốn đi về phòng mình thôi trạch hạo không nói lời nào hắn bế cô ngồi lên giường quân giao không hiểu được tính cách của hắn cô hoàn toàn không hiểu lúc nóng lúc lạnh thì làm sao cô biết cách để đối phó chứ trạch hạo quay người đi ra ngoài nghe được tiếng xe ô tô của hắn rời đi. Lúc này quân dao thở phào nhẹ nhõm, Liên Hoa đem thức ăn lên cho quân dao. Cô đã khỏe chưa? Quân dao cười nhẹ nói. Em đã đỡ hơn nhiều rồi chỉ còn vết thương ở chân thôi. Liên Hoa ngồi xuống đưa bát cháo cho quân dao. Ăn đi. Quân dao cảm kích nói. Em cảm ơn chị. Cô đưa muỗng cháo vào miệng, đột nhiên nước mắt tuôn rơi không ngừng từ lúc ba cô mất đến giờ chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy liên hoa nhìn thấy cô khóc liền sợ hãi nói cô đau ở đâu sao quân giao lắc đầu em chỉ cảm thấy bác cháu chị đưa ngon lắm liên hoa liền thở phào cô làm tôi cứ tưởng là bị gì thôi ăn đi rồi nghỉ ngơi quân giao liền gật đầu rồi liên hoa rời đi khi ăn xong quân dao nằm xuống để ngủ vì uống thuốc khiến cho cô trở nên buồn ngủ hơn ngọc triệu sau khi nhìn thấy trạch hạo ở buổi tiệc sự lạnh lùng của hắn khiến cho cô ta đem lòng yêu thích nên hôm nay lại đến để gặp gỡ nhìn thấy ngọc triệu người hầu trong nhà liền khoa trương chào hỏi cô ta vừa bước vào đã hóng hách nói thiếu gia của các người đâu vì được cưng chiều từ bé tính cách của ngọc triệu vô cùng đỏng đảnh cô ta muốn gì thì phải có bằng được thứ đó một người hầu đứng ra nói thưa cô thiếu gia đã đến công ty rồi ạ à. cô ta vẫn hoài nghi nói có thật không hay là anh ta muốn trốn tránh tôi nói rồi ngọc triệu đi một mạch lên phòng của trạch hạo mặc cho sự ngăn cản của người hầu cô ta mở tung cửa ra Nhìn thấy quân giao đang nằm trên giường lại khiến cho cô ta vô cùng tức giận. Ngọc Triệu đi đến kéo chiếc chăn cô đang đắp trên người xuống. Quân giao bị hành động đó làm cho giật mình. Cô mở mắt, ngồi dậy liền bị ăn những cú tác trời gián của Ngọc Triệu. Quân giao đau đớn, ông mặt nói. Cô đang làm gì vậy, tại sao lại tác tôi chứ? Ngọc Triệu ngang ngược nói. Cô chỉ là phận người hầu thấp kém tại sao lại vào phòng của anh Trạch Hạo ngủ vậy hả? Đám người hầu đứng phía sau vô cùng thích thú khi quân dao bị tác, bọn họ nghĩ là cô lười biếng, nên mới dùng thân thể của mình để không phải làm việc nặng nhọc. Quân giao từ từ bước xuống giường nói. Này, cô đã là gì của Trạch Hạo mà vào đây tác tôi chứ? Ngọc Triệu tức giận, liếc nhìn quân dao. Vậy cô là thể loại gì mà dám ở phòng của anh Hạo chứ? cô nên nhớ mình ở vị trí nào quân dao cười khinh bỉ tuy giữa tôi và anh ta có chút hiểu lầm nhưng trên giấy tờ thì tôi vẫn là người vợ hợp pháp của trạch hạo còn cô chỉ là một người ngoài không hơn không kém nói rồi cô đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại căn nhà này vô cùng bất công với cô không thích cũng đem cô ra đánh chửi mắng mọi người có thể tùy tiện chửi mắng đổ hết mọi tội lỗi lên người cô càng nghĩ quân giao càng ấm ức quân giao quay trở về phòng của mình cô lấy gương ra xem vết thương lúc nãy bị ngọc triệu tác nó đã sưng đỏ lên trên làn da trắng hồng của cô quân giao khẽ thở dài cô nhìn tấm di ảnh của ba mình trong lòng bỗng nhiên có một chút nhói đau con sẽ tìm cách để đưa ba đi khỏi đây cho dù ngoài kia có đầy rẫy những khó khăn đi nữa con cũng sẽ cố gắng hãy tin tưởng vào con sẽ có ngày chúng ta sẽ được tự do nói rồi cô cầm lấy tấm di ảnh của ba mình đưa tay vuốt nhẹ lên nó tiếng la hét của ngọc triệu vẫn còn yên ỏi trong nhà con nhỏ đó đâu mau ra đây liên hoa phải đứng ra khuyên ngăn xin lỗi thưa tiểu thư nhưng nếu thiếu gia nhìn thấy cảnh này thì sẽ không hay đâu ngọc triệu vẫn tức giận cô ta hóng hách nói hôm nay xem như cô may mắn lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho đâu nói rồi ngọc triệu quay người rời đi lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một cô hầu đi đến phòng của quân giao nói không biết có phải sao chổi không mà lúc nào cũng gây ra sự xui xẻo quân giao thừa biết cô ta đang nói mình nhưng cô chỉ chọn cách im lặng chịu đựng sẽ có ngày cô sẽ thoát khỏi đây nhẫn nhịn là cách tốt nhất đêm đó trạch hạo quay về nhà rất trễ người hắn chỉ toàn nồng nặc mùi rượu bước chân loạn choạng đầu óc mơ màng mỗi lần hắn say như thế này như một cơn ác mộng đối với những người hầu trong nhà trạch hạo lại nhớ đến cái chết của ân nhi hắn điên cuồng đập phá đồ đạc người hầu trong nhà vô cùng sợ hãi quân giao đang nằm ngủ bỗng nhiên nghe tiếng đổ vỡ cô giật mình mở mắt mở cửa đi ra ngoài mọi người đang đứng ở dưới nhà sợ hãi nép sát vào góc nhà một cô hầu đang bưng một chậu nước nhưng bàn tay vô cùng run rẩy cô ta thấy quân dao đi ra như gặp được vị cứu tinh vội vàng chạy đến đưa chậu nước cho quân dao lắp bắp nói cô đem lên cho thiếu gia giúp tôi với quân giao khó hiểu nhìn cô nói tại sao lại là tôi mọi người không nói gì Bọn họ đang muốn đẩy cô vào hang cọp, tiếng của Trạch Hạo quát lớn. Các người đâu rồi, chết hết rồi à? Mọi người đứng bên dưới sợ hãi đẩy quân giao đi. Mau đi đi, thiếu gia nổi giận rồi đấy. Quân giao nghe Trạch Hạo quát lớn trong lòng vẫn có chút sợ hãi, cô bước lên cầu thang mà trong lòng vô cùng bất an. Quân giao từ từ mở cửa phòng của hắn ra, căn phòng vô cùng bừa bộn cô cẩn thận né những đồ vật hắn đã làm đổ vỡ đi đến bên giường gương mặt của trạch hạo đỏ bừng do men rượu trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm nói ân nhi đừng bỏ anh quân giao thừa biết hắn đang nhớ đến ai nhưng ngay lúc này cô cảm thấy rất sợ hãi hắn sẽ nổi điên khi nhìn thấy cô quân giao cẩn thận đi đến đặt chậu nước xuống bàn từ từ vắt chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau người cho trạch hạo hắn vẫn nằm im cô cứ tưởng trạch hạo đã chìm vào giấc ngủ cảm thấy thoải mái được phần nào bỗng nhiên hắn nắm lấy tay của quân giao thật chặt mơ màng nói ân nhi em đã quay về rồi sao quân giao giật lấy cánh tay ra nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô trạch hạo quay người lại đối diện với quân giao hắn mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của quân giao liền tức giận ngồi dậy đẩy cô ngã xuống sàn ai cho cô vào đây quân giao không nói gì cô vội thu dọn đồ đạc để nhanh chóng rời khỏi đây trạch hạo nhìn thấy quân dao lưỡi giận trong lòng lại dâng lên hắn bước xuống giường túm lấy cánh tay của cô kéo mạnh quân dao đứng lên hắn lôi mạnh cô đi ra ban công rồi ấn đầu quân dao vào lan can hắn ép cô phải nhìn xuống cô đúng là đồ phiền phức đáng lẽ tôi đã giết cô từ lâu rồi để ân nhi được yên lòng ra đi nhưng tôi sẽ hành hạ cô đến khi cô không còn một hơi thở quân dao bị hắn ấn đầu xuống Cô đau đớn phản kích. Mau buông tôi ra. Anh bị điên à? Cho dù anh có hành hạ tôi như thế nào thì cô ấy cũng sẽ không sống lại được đâu. Trạch Hạo bị những lời khiêu khích của quân giao càng khiến hắn như phát điên. Hắn kéo mạnh cô đứng lên, kéo cô đi vào trong phòng rồi quăng mạnh cô xuống giường. Hắn điên cuồng xé toạc áo của quân giao, điên cuồng hôn lên cổ cô. Quân giao đau khổ đẩy hắn ra. Mau buông ra, tại sao anh lại luôn ức hiếp tôi bằng cách này chứ? Trạch Hạo không dừng lại động tác của mình, hắn vẫn điên cuồng, quân dao đưa tay lên bàn tìm kiếm một thứ gì đó. Không do dự cô cầm lấy chiếc đèn ngủ, thẳng tay đánh thẳng vào đầu của hắn. Trạch Hạo đau đớn nằm gục xuống, đầu hắn đã bắt đầu chảy máu, quân dao sợ hãi né tránh, xô hắn sang một bên rồi ngồi dậy bỏ chạy, cô vừa bước được một chân xuống giường, đã bị hắn túng lại, trạch hạo ngồi dậy. Hắn đưa tay sờ lên trán nhìn thấy những vệt máu càng khiến hắn tức giận. Cô gan lắm, dám đánh tôi. Quân giao chấp hai tay lại cầu xin hắn. Làm ơn hãy tha cho tôi. Anh đừng ép tôi, tôi thật sự không muốn. Trạch hạo tức giận túng lấy tóc của quân giao kéo cô về phía mình. Gằn giọng nói. Cô nghĩ sau những gì cô vừa làm, tôi sẽ tha cho cô sao? trạch thạo đi đến tủ lấy ra một viên thuốc bản thân quân giao không biết nó là gì hắn đưa tay cố định sau gáy của cô rồi ép buộc quân giao uống viên thuốc đó vào cô vùng vẫy không chịu uống trạch thạo mạnh tay bóp hai bên má của cô rồi thẳng tay đổ ly nước vào miệng của quân giao khiến cho viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng cô trạch thạo nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa dục vọng chiếc áo lúc nãy bị hắn xé rách đã để lộ đôi gò bồng đang phập phòng nơi đó vô cùng quyến rũ quân giao bị hắn bức ép đến chịu đựng không nổi nữa cô không ngờ hắn lại tàn nhẫn với cô đến như vậy trạch hạo đã không còn chịu đựng được nữa hắn bắt đầu tiến về phía quân giao chiếc váy đã di chuyển lên đến nửa đùi của cô trạch hạo thích thú nhìn người con gái đang khao khát mình mà trong lòng vô cùng đạo rực hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ném sang một bên rồi nằm đè lên cơ thể quân giao Cô như đón nhận được sự thoải mái khi chạm vào hắn, quân giao khẽ hôn lên môi của hắn một cái, chưa bao giờ cô chủ động như vậy, chỉ vì bị hắn hạ thuốc mà quân giao đã đánh mất lý trí, trạch hạo chưa bao giờ hôn cô. Hắn chỉ thỏa mãn bản thân, chưa bao giờ có một nụ hôn an ủi. Trạch hạo thở nhẹ, hơi thở phà vào cổ của quân giao khiến cô vô cùng dễ chịu, khẽ rên rỉ. Làm ơn nhanh lên đi mà. Tiếng nói lý nhí của cô khiến cho Trạch Hạo cười nhếch mép. Hắn đã không khống chế được, lao vào cô như con thiêu thân. Căn phòng chỉ còn lại tiếng trên rỉ nóng bỏng, hai cơ thể dính lấy nhau không thể nào tách rời. Trạch Hạo luôn khao khát cô, hắn cứ liên tục vận động không ngừng nghỉ. Quân dao đã mềm nhũng dưới thân hắn, cô mệt mỏi gục đầu lên vai hắn, mặc cho Trạch Hạo hoạt động. Đêm đó quả thật rất dài. Đã bao nhiêu lần hắn muốn cô, đến khi cả hai mệt mỏi nằm ngủ cạnh nhau sáng hôm sau quân giao mệt mỏi mở mắt thức giấc khi ánh nắng chiếu sọi vào khe cửa người nằm kế bên đã không thấy đâu căn phòng đã trở nên lạnh lẽo quân giao từ từ ngồi dậy cô ngồi co rúng ở góc giường đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm tình yêu cô dành cho hắn không hề thay đổi quân giao cứ nghĩ tình cảm của mình sẽ lấn áp được sự thù hận với hắn bây giờ cô thật sự đã thua trong cuộc chơi này sự tàn nhẫn của hắn đã chà đạp lên trái tim của cô một cách không thương tiếc rắc rối lại tìm đến cô quân dao mệt mỏi bước xuống nhà cô đã thay một bộ váy kín đáo để che đi những vết bầm và những dấu hôn của hắn đã để lại trên cơ thể cô trạch hạo đang ngồi dùng bữa dưới nhà cùng ngọc triệu quân dao lại sắp bị cô ta hành hạ ngọc triệu nhìn thấy quân dao liền đưa mắt liếc nhìn anh à cô ta tại sao lại bước ra từ phòng của anh vậy trạch hạo không chút biểu cảm lạnh lùng nói chỉ là tôi muốn giải tỏa một chút ngọc triệu nhìn quân dao liền cười khinh bỉ thì ra là loại chẳng ra gì quân dao mệt mỏi đi vào nhà bếp cô không còn sức để tranh cãi với họ nhưng ngọc triệu lại không muốn buông tha cho cô cô ta cầm lấy cốc nước rồi để nó rơi xuống vỡ tan tành lên tiếng ra lệnh cho quân dao. Mau đến đây dọn dẹp đi. Quân dao cố gắng cắn răng chịu đựng, quay người lại thu dọn những mảnh thủy tinh bị vỡ. Trạch hạo bỗng nhiên lên tiếng, hắn bỏ nĩa xuống nói. Đủ rồi, cô ăn nhanh rồi rời đi đi. Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài, quân dao vẫn ngồi đó thu dọn mảnh thủy tinh. Ngọc Triệu nhìn cô vô cùng không hài lòng, tàn nhẫn dẫm lên bàn tay của quân dao, Khiến cho bàn tay ép xuống sàn, bị những mảnh thủy tinh đâm vào đau đớn. Ngọc Triệu nhìn cô bằng ánh mắt tàn độc, rồi chạy theo Trạch Hạo. "Anh Hạo, đợi em với." Bàn tay quân dao đã nhuộm đầy máu, cô không biết kiếp trước mình đã phạm phải tội lỗi gì mà bây giờ mình lại phải chịu đựng nỗi bất hạnh này. Cô cố kìm nén nước mắt, nhặt hết những mảnh thủy tinh, những người hầu ở đó chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét trong lòng họ quân giao đáng bị đối xử như vậy sau khi lau dọn xong mọi thứ quân giao mới đi xử lý vết thương cô đang ngồi ngoài sân vườn để bôi thuốc vào vết thương bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến quân giao vô cùng cảnh giác quay lại tại sao kể từng ngày bước chân vào đây cô luôn sợ hãi một ai đó sẽ đến gần mình như một nỗi ám ảnh trạch đông đi đến nhìn thấy quân giao anh ta liền niềm nở chào hỏi Chào cô tôi là Trạch Đông. Quân Dao ngây ngốc nhìn anh ta. Trạch Đông nhìn thấy phản ứng của cô, liền bật cười. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Quân Dao bỗng nhiên bừng tỉnh, cô đứng lên cúi đầu chào lại. Chào anh. Trạch Đông nhìn vẻ khách khí của cô, vội vàng ngăn cản nói. Cô không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Anh ta bảo Quân Dao ngồi xuống hai người ngồi đối diện nhau nhưng quân giao không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta ánh mắt của trạch đông và trạch hạo vô cùng giống nhau nhưng anh ấy lại mang một nét hiền diệu còn đôi mắt của trạch hạo nhìn cô lúc nào cũng như lửa đốt căm giận trạch đông mỉm cười lên tiếng cô là quân giao có đúng không quân giao hơi bất ngờ khi anh ta biết tên mình cô khẽ gật đầu rồi nói sao anh lại biết tên tôi Trạch đông nhìn cô rồi đưa tay nâng nhẹ cầm của quân giao lên sao cô cứ cúi đầu mãi thế quân giao ngại ngùng tôi chỉ là bỗng nhiên trạch đông lên tiếng cắt ngang à quên tôi quên giới thiệu bản thân mình thật thất lễ quá tôi tên là trạch đông em trai của anh trạch hạo hôm nay tôi đến để gặp trạch hạo thật tiếc khi anh ấy không có ở nhà lúc này quân giao mới thả lỏng thảo nào lúc mới nhìn thấy anh ta cô lại cảm thấy sợ hãi nhưng có vẻ như tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau giọng nói của trạch đông vô cùng ấm áp nhẹ nhàng anh ta lại nở một nụ cười nhìn quân giao nói có vẻ cô hơi e dè với tôi tôi đã nghe đến cô anh trai tôi kết hôn với cô chỉ vì muốn trả thù tại sao cô vẫn còn cam chịu ở bên anh ấy chứ Tôi thật sự không hiểu. Bản thân tôi là người nhà của anh ấy, mà còn không hiểu được tính cách thất thường của anh ấy. Đôi mắt của quân dao bỗng nhiên cục lại, thoáng chốc đượm buồn. Nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi sẽ không chọn yêu anh ta. Bây giờ mọi thứ đã quá muộn, chẳng còn gì để bắt đầu lại được nữa. Trạch Đông nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái đã bị hắn hành hạ đến tiều tụy, Đôi mắt lúc nào cũng lưng tròng nước mắt, trong tim anh ta thoáng chốc có cảm giác thương hại cho cô. Tại sao cô không rời đi hay kháng cự lại? Quân Dao khẽ lắc đầu, nghẹn giọng nói: "Nếu có thể, nhưng mọi thứ chỉ là vô ích." Bỗng nhiên cô đứng lên nói: "Từ nãy đến giờ tôi chỉ nói linh tinh, anh hãy quên hết đi, tôi phải đi làm việc rồi." nói rồi cô quay người đi vào trong nhà để lại trạch đông ngồi đó anh ta bỗng nhiên chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân gương mặt của quân giao luôn xuất hiện trong tâm trí anh ta một gương mặt xinh đẹp hiền dịu nếu trên môi cô có được một nụ cười thì gương mặt đó lại càng xinh đẹp nhưng kể từ ngày cô bước chân vào căn nhà này thì một nụ cười cũng không còn trạch đông đứng lên ra về nhưng trước lúc lên xe anh ta vẫn còn luyến tiếc điều gì đó quay lại nhìn quân giao thêm một lần nữa cô đang tưới nước cho hoa trước sân nhà anh ta bước lên xe mà trong lòng nặng trĩu vết thương của quân giao lại càng nhiều cô không còn là cô tiểu thư của ngày đó nữa bây giờ thân phận của cô chỉ là một người hầu một công cụ để trút giận của bọn họ sao cuộc đời cô lại thê thảm như thế này chuỗi ngày sau này của cô sẽ ra sao? Tối đó quân dao đang ngủ dưới căn phòng của mình. Cô chợt nghe một tiếng mở cửa, nhưng quân dao lại nằm quay lưng về phía cánh cửa, cô vẫn giữ nguyên tư thế không quay lại. Trạch Hạo bước vào, hắn đứng đó nhìn quân dao một hồi, đôi mắt nặng trĩu chứa đầy suy tư trong lòng. Hắn lúc này là loại cảm giác như thế nào bản thân hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Trạch hạo đưa tay kéo chiếc chăn đang nằm ở thắt lưng của cô lên để đắp toàn thân cho quân giao hắn nhìn thấy bàn tay đang băng bó của quân giao bất giác đưa tay sờ lên nó cô đang cố gắng nhắm mắt để hắn không phát hiện ra Trạch hạo kẻ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi lúc này quân giao mới từ từ mở mắt cô có cảm giác rất lạ tại sao hắn lại vào phòng của mình chứ chẳng phải hắn rất ghét cô hay sao? Còn kéo chăn đắp cho cô, hành động này của hắn là như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong lòng cô? Hôm nay có một buổi tiệc quan trọng của gia đình Trạch Hạo. Buổi tiệc được tổ chức mỗi năm một lần, vô cùng long trọng ở nhà chính, cũng là nhà ba mẹ của Trạch Hạo đang sống. Quân giao vẫn đang loay hoay với đống công việc mà đám người hậu bắt cô làm, từ khi có quân giao, bọn họ sẽ có nhiều thời gian để tán gẫu với nhau. Liên Hoa cảm thấy vô cùng bất bình, nhưng hai người họ làm sao đấu lại đám người kia, nên đành cam chịu chấp nhận mọi chuyện. Trạch Hạo quay trở về nhà bây giờ đã chiều tối, hắn bước lên phòng, một đoàn người từ bên ngoài bước vào. Họ là thợ trang trí và người thiết kế phục trang, quân giao không quan tâm lắm, cô vẫn mãi mê làm việc nhà, mặc cho đám người hầu tụng lại bàn tán. Bỗng nhiên, quản gia đi xuống chỗ quân giao đang làm nói. Thiếu gia gọi cô lên phòng. Quân giao nhìn bà ta đầy khó hiểu. Không biết hắn lại muốn trút giận việc gì lên người cô nữa đây. Quân giao đi đến bồn rửa sạch tay, rồi đi lên phòng của hắn. Trạch hạo đang ngồi ung dung xem điện thoại. Quân giao bước vào, hắn lại di chuyển ánh mắt lên người cô. Quân giao có cảm giác sợ hãi, cô nhỏ giọng hỏi anh gọi tôi có việc gì trạch hạo ra lệnh cho mấy người lúc nãy họ đi đến đưa cô vào trong phòng tắm bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn họ đưa tay cởi bỏ quần áo của quân giao cô ngại ngùng nói có chuyện gì mà phải làm như vậy một cô gái lên tiếng nói thưa cô chúng tôi đang chuẩn bị cho cô đến buổi tiệc cùng với thiếu gia quân giao cảm thấy hơi hoang mang tại sao lại là cô chứ? Cô chẳng muốn liên quan gì đến gia đình nhà hắn, chỉ chuốt thêm rắc rối, cô đi ra ngoài nói với Trạch Hạo. Tôi không muốn đi, anh hãy gọi người khác đi cùng đi. Gương mặt của Trạch Hạo bỗng nhiên tối sầm lại. Cô được quyền lựa chọn sao? Im lặng và làm theo những gì tôi nói. Quân dao nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nếu làm cho hắn tức giận thì cô cũng chẳng được vui vẻ gì, Quân giao quay trở lại phòng tắm, cô nhắm mắt để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Sau một hồi lâu, Quân giao đã được trang điểm tinh tế và mặc lên người một chiếc váy dạ hội sang trọng. Đã lâu rồi cô chưa trưng diện như thế này, nhìn mình trong gương, Quân giao lại nhớ về những ngày ở cạnh ba mẹ của mình, trong lòng cô bỗng trở nên trống trải, Trạch Hạo bước vào phá vỡ bầu không khí chuẩn bị xong chưa một cô nhân viên đại diện lên tiếng dạ chúng tôi đã chuẩn bị cho cô ấy xong rồi thưa thiếu gia trạch hạo ra lệnh cho bọn họ ra về hắn nhìn quân giao không chớp mắt hôm nay cô vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết hắn bất giác nuốt nước bọt quân giao đứng lên quay người lại đối diện với trạch hạo nói anh lại muốn dở trò gì nữa đây? Trạch Hạo nghe cô nói liền cười nhếch mép, hắn tiến đến bóp lấy cầm của quân dao rồi gằn giọng nói. Tôi đưa cô đi theo chỉ để cắt đuôi Ngọc Triệu. Cô ta vô cùng phiền phức, cứ bám lấy tôi, cô đừng nghĩ mình có chỗ đứng trong lòng tôi. Quân dao nhìn hắn bằng ánh mắt chán nản, cô chưa bao giờ nghĩ như vậy, chỉ có hắn tự suy diễn thoái hóa mọi việc. Cô dứt khoát gạt tay trạch hạo ra nói. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ như vậy. Trạch hạo lạnh lùng nhìn quân giao nói. Đi thôi. Cô chỉ cần đi cạnh tôi, đừng nói gì cả. Nói rồi hai người đi ra xe, khởi hành đến nhà chính. Đến nơi, quả thật buổi tiệc vô cùng sang trọng, người được mời đều là những doanh nhân thành đạt có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu, khiến quân giao vô cùng choáng ngợp bọn họ chỉ dùng các thương vụ để nói chuyện với nhau, còn những người phụ nữ không ngừng khoe những món đồ hiệu của mình, nơi đây khiến cho quân giao vô cùng ngạc thở đến khó tả. Căn bếp cô vẫn hay thường cọ rửa chén để có thể còn dễ chịu hơn nơi đầy rẫy sự giả tạo này. Ngọc Triệu đương nhiên không thể nào thiếu trong buổi tiệc. Cô ta đang ngồi để đợi trạch hạo. Đến khi nhìn thấy quân giao đi bên cạnh hắn, trong lòng cô ta bỗng trở nên đố kỵ cô ta ngang ngược đi đến đẩy quân giao ra rồi khoác tay trạch hạo anh hạo em đã đợi anh từ nãy đến giờ trạch hạo liền gỡ tay cô ta ra từ chối xin lỗi tôi đã có người đi cùng rồi quân giao không nói gì cô chỉ đứng đó nhìn hai người họ cô chỉ là con rối mặt cho hắn điều khiển mình trạch đông đã luôn dõi mắt nhìn theo quân giao anh ta không thể nào thoát ra được trước vẻ đẹp u buồn đó trạch hạo kéo quân giao về phía mình rồi tiếp tục đi vào bên trong ba mẹ của hắn chỉ xem cô là người vô hình không quan tâm đến chỉ đến hỏi trạch hạo về những vấn đề liên quan đến công ty suốt cả buổi tiệc quân giao chỉ đứng yên một chỗ đợi đến khi trạch hạo giao lưu xong thì đi theo hắn đến nơi khác ngọc triệu vô cùng ngứa mắt với quân giao cô ta đang nghĩ cách cắt đuôi cô ngọc triệu đi đến cùng đám tiểu thư khác nói với trạch hạo anh làm gì cứ giữ cô ấy bên mình vậy hãy để cô ấy đi cùng tụi em đã là tiệc thì phải vui chơi chứ quân giao thừa biết cô ta không hề có ý tốt với mình nhưng không đi cùng cô ta chắc chắn cô sẽ không được yên trạch hạo bỗng nhiên lên tiếng cô đi cùng bọn họ đi quân giao liếc nhìn hắn một cái cô cũng đành đi theo ngọc triệu cô ta nhìn quân giao liền cười đắc ý tiếng nhạc du dương vang lên mọi người hòa vào làng nhạc để khiêu vũ quân giao bị ngọc triệu kéo đi ra ngoài hồ bơi cô ta và đám tiểu thư nhìn quân giao rồi buông những lời khinh miệt hạng như cô mà cũng có cửa bước chân vào đây sao nếu không có trạch hạo đi bên cạnh thì cô cũng chỉ là đồ rác rưởi có biết không hả quân giao vẫn chọn cách im lặng cô không muốn nhiều lời với đám người này, bọn họ nhìn thấy quân dao cứ đứng đó im lặng mà cơn tức giận lại càng tăng lên, Ngọc Triệu đưa tay túng mạnh lấy tóc của quân dao. Cô đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đám người kia thì xé rách váy dạ hội của cô, lúc này quân giao mới hoảng loạn lên tiếng. Các người làm gì vậy mau buông tôi ra. Bọn họ một người tác, một người túng tóc cô, cứ như vậy mà hành hạ. Quân giao cô chỉ biết yếu ớt bất lực cầu xin. Bỗng nhiên có tiếng bước chân, đám người đó mới dừng hành động của mình lại. Là trạch đông, anh ta nhanh chóng đi đến. Các cô đang làm gì cô ấy vậy. Ngọc triệu hống hách đi lên nói. Chỉ là chơi đùa với nhau thôi mà anh không cần can thiệp vào đâu, trạch đông nghe cô ta nói liền phẫn nộ. Chơi đùa. Tôi không ngờ tiểu thư như các cô lại có sở thích bệnh hoạn như thế này. Chuyện này mà đồn ra bên ngoài, thì gia đình các cô sẽ để mặt mũi đi đâu. Đám người Ngọc Triệu lúc này mới chịu rời đi. Trước khi đi, cô ta còn không quên đẩy ngã quân dao rơi xuống hồ bơi. Cô lại không biết bơi mà vô thức vùng vẫy dưới nước. Trạch Đông thấy tình hình vô cùng nguy cấp. Anh ta không ngần ngại nhảy xuống hồ bơi để cứu quân dao cô được trạch đông cứu lên bờ nhưng chiếc váy đã bị rách trạch đông liền cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên người cho quân giao trong phút chốc cô bị những hành động của trạch đông làm cho cảm động ngọc triệu làm sao chịu yên phận cô ta kéo trạch hạo ra để hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt đôi mắt hắn vô cùng lạnh lùng tiến về phía đó phút chốc quân giao cảm thấy sợ hãi cô vội vàng đứng lên trạch đông nhìn thấy trạch hạo liền lên tiếng giải thích anh à cô ấy bị ngã xuống hồ bơi mà không biết bơi nên em đã nhảy xuống cứu nhìn thấy chiếc váy dạ hội của quân giao trách tơi tả trạch hạo hoài nghi hỏi tại sao váy lại trách quân giao liếc nhìn ngọc triệu cô ta vội chạy đến giải thích cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ đâu trạch đông tức giận quát ngọc triệu cô có thôi đi không bản thân mình đã làm gì cô nên biết, đừng để tôi nói ra. Lúc này cô ta mới im lặng, trạch hạo lên tiếng cảnh cáo Ngọc Triệu. Cô còn làm như vậy nữa thì đừng trách tôi. Hắn đi đến kéo tay quân giao đi nhưng cô vẫn quay lại nhìn trạch đông dịu dàng nói. Cảm ơn anh. Trạch hạo nghe cô nói bỗng nhiên đứng lại. Từ nay về sau, đừng đụng vào người phụ nữ của anh, em thừa biết hậu quả khi chọc giận anh sẽ ra sao